Chương 844 Tam đầu ma giao. Trên chặng đường tiếp theo, đoàn người Lâm Động không còn gặp bất cứ sự cản trở khó nhằn nào nữa. Dù sao trong cả Huyền Ninh Sơn chỉ có 8 đầu yêu tú bán bộ sinh huyền cảnh, ba con kia đã bị Lâm Động giải quyết, chắc chắn chẳng còn yêu tú đẳng cấp như vậy. Như vậy cho dù là yêu tú bình thường rất đông, nhưng đương nhiên không thể cản được Lâm Động. Soạt, mười mấy thân ảnh cùng điệp lên thân cây, sau đó mượn lực bay ra, cuối cùng xuyên qua vô số tầng cây rậm rạp. Ánh nắng chói lòa khiến cho mắt tất cả phải nheo lại rồi nhanh chóng mở ra. Đập vào mắt là một cái vùng cây cối tràn đầy sinh cơ. Phía xa là một cái hồ rộng lớn, tầm ngàn trượng, bề mặt hồ bóng loáng. Gió thổi qua gợn lên trên mặt hồ những cái làn sóng lăn tăn. Khi đám người Lâm Động đáp xuống gần hồ nước, xung quanh cũng có những tiếng gió rít. Một số thân ảnh cũng bay ra từ khu rừng và đáp xuống gần đó. Đây là nơi sâu nhất của huyện Linh Sơn rồi. Ánh mắt Cổ Yên lặng lẽ quan sát mặt hồ, sâu trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, hạ thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn cảm nhận được sinh cơ dồi dào của khu vực này. Nguyên lực thiên địa ở đây đậm đặc hơn nơi khác gấp mấy lần. Xem ra tất cả đều tới rồi. Lâm Động quét mắt ra xung quanh hồ, người của Ngụy gia và các thế lực mạnh khác từng thấy ở dưới chân núi phần lớn đều đã xuất hiện nơi đây. Từ những vết máu trên người, bọn họ có thể thấy được chặng đường tới đây không hề bình yên chút nào. Khi Lâm Động nhìn xung quanh thì bọn người Hắc Long đạo cũng nhìn lại bọn họ với ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ chúng không ngờ được Lâm Động có thể nhanh chóng thoát khỏi ba đầu yêu thú bán bộ sinh huyền cảnh như vậy. Bọn chúng, Cổ Yên lạnh lùng nhìn phía người bọn Hắc Long đạo, hiển nhiên cũng nổi giận vì thủ đoạn của bọn chúng. Lâm Động lãnh đạm nhìn đám Hắc Long đạo, rồi thu hồi ánh mắt chuyển sang trung tâm hồ nước. Ở đó có một hòn đảo nhỏ, trung tâm mờ hồ tỏa ra quầng sáng kỳ dị. Sinh sinh huyền linh quả chỉ xuất hiện vào thời điểm mặt trời và mặt trăng giao nhau, nhưng cũng sắp tới giờ rồi. Cổ Yên nhìn vầng mặt trời đang dần lặn. Còn tam đầu ma giao đâu? Lâm Động nhìn xung quanh hỏi. Trước đó, Cổ Yên có nói trong sinh huyền linh sơn có một đầu tam đầu ma giao thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành. Có lẽ nó ẩn náu dưới đáy hồ. Đến mức thực lực đó nó đã có trí tuệ không hề thua kém con người. Vẻ mặt Cổ Yên ngưng động, nhìn về mặt hồ tĩnh lặng như khó dò kia. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết lúc này chỉ là sự yên bình trước cơn bão tố. Lát nữa khi sinh sinh huyền linh quả xuất hiện, lập tức sẽ có bạo động. Lúc đó cục diện trở nên hỗn loạn. Ai giành được sinh sinh huyền linh quả thì phải xem bản lãnh mỗi bên. Xung quanh hồ nước, càng nhiều thế lực tiến tới, không khí càng trở nên căng thẳng. Mọi bên là đầy cảnh sắc và thù địch. Bọn Ngụy Tùng đứng cách đó khá xa, lạnh lùng quét sang cho bọn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt không hề có thiện ý. Lâm Động nhận ra ánh mắt của bọn chúng, nhưng hắn chỉ liếc qua một cái rồi thu ánh mắt về. Thực lực Ngụy gia tuy mạnh, nhưng mà kẻ khiến hắn bận tâm cũng chỉ có tên tiên phù sư kia. Nếu bọn chúng có ý đồ ra tay, chắc chắn Lâm Động không nương tình. Mặc dù bọn chúng có bối cảnh thế nào, giải quyết xong rồi nói. Thời gian nhanh chóng trôi đi trong không khí căng thẳng đó. Vầng mặt trời cũng dần xuống, đồng thời phía kia của chân trời vầng trăng dần xuất hiện. Vào khoảng khắc cả hai cùng xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy nguyên lực thiên địa trong Huyền Linh Sơn bỗng chốc ba động dữ dội. Ánh sáng không ngừng phát ra từ hòn đảo ở trung tâm hồ. Sinh sinh huyền linh quả sắp xuất hiện rồi. Nhìn cảnh tượng đó, Cổ Yên vội vàng thấp giọng nói, ngữ khí có phần gấp gáp và mừng rỡ. Lâm Động nghe thấy thế, tinh thần lực lập tức căng lên, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt hơn. Uỳnh uỳnh, hòn đảo giữa hồ ngày một rung chuyển dữ dội, ánh sáng phát ra cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Cuối cùng trên đảo lan tỏa vô số vết rạn nứt, một gốc đại thụ xanh mướt như vị trí dần nhô lên từ dưới lòng đất. Ngọn cây tựa đứa trẻ sơ sinh lớn dần trong lòng đất, cành lá vươn ra, vô số đường vân ánh sáng màu xanh mướt lan tỏa mang đầy sinh cơ. Hòa vàn ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trên thân cây, trong đó có 6 lời là sáng nhất. Ánh sáng ngày càng dày đặc, cuối cùng cũng thực chất hóa. 6 lời của ánh sáng ngưng tụ biến thành 6 quả thực có màu xanh của vị thúy. Quả thực treo lủng lẳng trên cây, được bao quanh bởi rất nhiều hoa văn ánh sáng. Sinh cơ khiến nguyên lực thiên địa dường như cũng có sinh mệnh.
tổng cộng là 6 quả sinh sinh huyền linh. Cổ Yên nhìn thấy có tới 6 quả thực, ánh mắt càng mừng rỡ. Đó chính là sinh sinh huyền linh quả sao? Tham đầu ma dao kia sao không xuất hiện lấy đi? Lam Động nhỉ, một cái gốc đại thụ trên hòn đảo hỏi. Một cây sinh sinh huyền linh thụ, trong một lần kết quả có thể tối đa ra tới 9 quả sinh sinh huyền linh quả, trước khi nó kết hết ra những quả cuối cùng. Nếu như có kẻ nào đó hái đi những quả xuất hiện trước thì những quả sau cũng không hiện nữa. Có lẽ đầu Tam Động Ma Giao vẫn là chờ đợi sinh sinh huyền linh thụ tiếp tục đạt đủ 9 quả mới ra tay hái hết. Nhưng đáng tiếc có lẽ nó không đợi được tới lúc đó rồi. Cố Ý nói, Lâm Động gật cù. Nếu trước khi tin tức chuyển đi, Tam Động Ma Giao có thể đoán lấy đi hết sinh sinh huyền linh quả xuất hiện ra, có lẽ chẳng ai biết được ở đây có thứ báu vật này. Nhưng đáng tiếc bởi vì một chút tham lam quá mức của nó khiến nó đến một quả sinh sinh huyền linh quả giữ không nổi. Xung quanh hồ, Phương Doãn mắt nảy lửa nhìn chăm chăm gốc đại thụ trên hòn đảo. 6 quả sinh sinh huyền linh quả tựa như là tác phẩm hoàn hảo của thiên nhiên, tỏa ra sinh cơ không ngừng thu hút ánh mắt mọi người. Nhịp thở tất cả trở nên gấp gáp, nhưng kỳ lạ không ai lập tức động thủ. Lâm Động thấy vậy cũng không vội, hắn biết rồi cũng có người đợi không được. Dù sao sức hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả quá lớn. Xoẹt, Lâm Động dự đoán không sai. Tuy ai cũng biết cướp lấy sinh sinh huyền linh quả không đơn giản, nhưng mà khi bất kỳ vật xuất hiện, dù là người điềm tĩnh cũng bắt đầu nôn nóng. Không tới mấy phút sau, cuối cùng cũng có người nhẫn nại không được. Hơn chục thân ảnh lập tức bay tới hòn đảo. Lâm Động nhìn bọn họ, khi bọn họ vào tới phần không gian trên hồ nước thì ánh mắt hắn ngưng động. Uỳnh, mặt hồ tĩnh lặng bỗng bắn ra cột nước khổng lồ. Từ trong những cột nước bắn ra vô số tia nước đen sắc lẹm ập tới như vũ bão. Phập phập, lưỡi nước sắc bén đem theo sức mạnh kinh người. Một vài kẻ không may mắn bị cứa tới tứa máu. Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc đen nhanh chóng lan tỏa, thân thể bọn họ nhanh chóng thối rữa, rõ ràng chúng một loại kịch độc đáng sợ. Phụt, từng bóng người rơi xuống hồ, cuối cùng bị thứ gì đó kéo xuống, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất. Ập, khi tất cả chìm xuống hồ, ở giữa hồ lội bóng rồi lội sóng, tất cả mọi người nhìn thấy một cái hắc ảnh xuất hiện trong hồ nước, rồi huỳnh một tiếng lao khỏi mặt nước. Rào, thứ to lớn đó thoát khỏi mặt nước, bóng đen bao phủ phạm vi hàng trăm trượng, sát khí lan tỏa khắp không gian. Mọi người nhìn thấy cái bóng đen kia xuất hiện, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lam Động nhìn đầu yêu thú có ba đầu, thở hắt một hơi. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đậm đặc từ đầu yêu thú này, dường như nó còn mạnh hơn Ngụy Tung. Rõ ràng thứ này chính là bá chủ của Huyền Ninh Đảo, Tam Đầu Ma Giao. Chương 845, hỗn chiến. Ảo ảo, nước hồ từ không trung đổ xuống như vũ bão, rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Bóng đen khổng lồ ập xuống từ không trung, khí hùng sát đậm đặc lan tỏa khiến sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đây chính là Tam Đầu Ma ra sao? Lâm Động ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đầu yêu thú khổng lồ trước mặt mình. Phần nộ trên mặt nước của nó đã to tới hàng trăm trượng. Những cái chiếc vảy màu đỏ máu tượng như áo giáp kiên cố bao phủ quanh người nó, tỏa ra năng lượng khiến cho người ta sợ hãi. Phía sau có cái ba đầu rắn khổng lồ hung dữ, trên đỉnh mỗi đầu có một cái sừng nhọn hoắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên như là sẽ tàn cả không gian. Đôi mắt hung tàn của Tam Đầu Ma Giao đang trừng trừng nhìn xung quanh. Thứ khí hùng sát đó khiến cho người ta dựng tóc gáy. Đồ của bản vương mà các người cũng dám động, một lũ không biết sống chết. Cái miệng đỏ lòm của Tam Đầu Ma Giao há ra, sau đó là một tiếng cười lạnh lạnh vang lên khắp không gian. Thực lực Tam Đầu Ma Giao có thể nói tiếng người, thậm chí nó muốn cũng có thể biến thành hình người. Nhưng nếu làm thế chắc chắn lực chiến đấu giảm sút xuống, mà tình hình lúc này không cho phép nó làm vậy. Mau hút khỏi Huyền Ninh Đảo cho bản vương, nếu không bất luận các người tới từ đâu không tha cho một kẻ nào. Rào, câu nói sau cùng được thốt ra, Tam Đầu Ma Giao bỗng cong người giống lên, một luồng khí lưu đáng sợ cuồn cuộn thổi sạch cả vùng cây cối rộng lớn. Đối mặt với đầu Tam Đầu Ma Giao đầy sát ý đó, không ít người phải tái mặt. Bất luận có thế nào thì bọn chúng cũng biết nó là con yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành chân chính.
ứng phó có chút khó khăn. Thì bọn họ đông người nhưng lòng vẫn có sợ sệt. Hà hà, thứ bảo vật đó ai có duyên sẽ giành được. Bọn ta tới đây thì cũng có nghĩa là có duyên với nó. Mà ngươi một mình muốn nuốt trọn 6 viên sinh sinh huyền linh quả thì quá tham lam rồi. Khi mọi người đang bị đầu ma dao trấn áp thì Ngụy Tùng cười nhạt nói: "Các vị, tuy chúng ta là đối thủ cạnh tranh nhưng hiện tại chúng ta chung một đối thủ, chỉ bằng chúng ta liên thủ đối phó lại với nó trước, các vị thấy sao?" Ngụy Tùng nhìn xung quanh bỗng nói, hắn cũng hiểu được tam đầu ma dao này khó khăn tới cỡ nào. Chỉ có Ngụy ra đối phó chắc chắn trả giá không nhỏ. Mà lúc này trước bao nhiêu người thế này thì một mình bọn chúng bị tổn thất thì là quá ngu ngốc. Nghe Ngụy Tùng nói vậy, thế lực các phương nhìn nhau, cuối cùng không hẹn gật đầu. Bọn họ cũng hiểu Ngụy Tùng đang nghĩ gì, nhưng mà tình hình trước mắt chỉ là tạm thời đành phải liên thủ mới giải quyết được đầu tam đầu ma dao kia. Liên thủ đi, nếu không thì chẳng ai có được sinh sinh huyền linh quả cả. Mặc Trảm đứng một mình lúc này lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy hắn mở miệng nói. Rõ ràng lời nói của hắn có chút trọng lượng, không ít người đều nhìn về hắn. Ha ha, vẫn là Mặc Trảm huynh đệ đại hiện hiểu đại thể. Trước nay đã nghe nói Mặc Trảm huynh đào pháp mạnh mẽ, hôm nay ta có thể được mở rộng tầm mắt rồi. Huy Tục nghe thấy liền cười nói. Mặc Trảm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt chả có chút ba động vì lời của hắn. Động thủ đi. Mặc Trảm lạnh như băng nói. Sau đó hắn lao đi trước tiên, bàn tay nắm lại một cái cây đại đào màu đen hiện ra trong tay, thân thể lơ lửng trên không, một cái đào chém mạnh về phía đầu tam đầu ma dao. Ui, đào quang lấp lánh, một đạo hắc quang bay ra với tốc độ kinh người, nhanh như chớp chém lên người của tam đầu ma dao. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, lớp vảy kiên cố kia đã bị Lâm Động chém không còn một mảng. Đao khí sắc bén thật. Lâm Động nhào mắt nhìn, đao khí của Mặc Trảm rõ ràng sắc bén dị thường, chả trách mà có thực lực đả thương cường giả sinh nguyên cảnh tiểu thành. Gào. Ba cặp mắt của tam đầu ma dao nhất thời đỏ ngầu, ba cái miệng đỏ lòm há ra, ba cột quang trụ đen xỉ tanh lòm bắn về phía Mặc Trảm. Xoẹt, Mặc Trảm ở bên không trung thi triển cước pháp kỳ dị tránh được ba đạo hắc quang, thế nhưng phía sau lưng hắn lại vang vọng tiếng kêu thảm thiết của những kẻ xui xẻo bị bắn trúng, rồi bốc hơi hóa thành đống xương trắng. Trong năng lượng của đầu tam đầu ma dao có một thứ kịch độc đáng sợ. Động thủ. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ, ánh mắt những người xung quanh lập tức đỏ ngầu, những tiếng gió rít vang lên, sau đó vô số thân ảnh bay ra thi triển công kích tấn công tam đầu ma dao. Chúng ta cũng ra tay. Tất cả cẩn thận. Cổ Yên thấy vậy hét lên, lúc này không ra tay chắc chắn sẽ bị mọi người nhắm vào. Muốn làm người ông đắc lợi là không thể. Lâm Động, nếu lát có lửa có cơ hội, bọn ta sẽ mở đường. Người động thủ cấp sinh sinh huyền linh quả được chứ? Cố Yên nhìn Lâm Động hỏi. Lâm Động gật đầu, cục diện này khá hỗn loạn. Nếu có bọn Cố Yên mở đường đúng là giúp hắn tiết kiệm được không ít sức lực. Dứt lời, Lâm Động cũng bay ra, thanh quang cuồn cuộn, một quyền đem theo kình phong đáng sợ oanh kích lên thân thể của đầu tam đầu ma dao. Bình. Thế nhưng mà quyền phong của Lâm Động khi đánh lên người tam đầu ma dao chỉ khiến cho lớp vảy của nó lún xuống một chút chứ không có tác dụng lớn. Lâm Động thế vậy kiếm không được chép miệng. Phía trên hồ lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số thân ảnh bay tới bay lui, công kích đánh lên tam đầu ma dao như vũ bão. Tuy nhiên dù công kích của mọi người rất mạnh, nhưng đầu tam đầu ma dao không hề bị thất thế. Mỗi khi ba cái đầu rắn chuyển động, rất nhiều đạo hắc quang bắn ra, nhưng mà ai dính phải lập tức kêu thảm thiết, máu thịt trên người tan chảy, liền chết cùng. Dùng nguyên lực chống lại sự xâm thực của độc khí. Tùm tùm, hai bên giao đấu ác liệt, rất nhiều thân ảnh không ngừng rơi xuống hồ. Nước hồ vốn trong vắt giờ bắt đầu nhuốm đầy máu. Xoẹt, Lâm Động lùi phía sau, tránh một cái đạo hắc quang sượt qua ngực. Nhìn xuống thích đầu tam đầu ma dao đang bị hàng trăm cường giả tấn công nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Thực lực của nó
quả thực hung hãn dị thường. Nhưng mà dù sao cũng là một mình đối chọi với rất nhiều người, thế này thì sớm muộn cũng bị cạn cùng sức kiệt mà chết. Tới khi sức mạnh của tam đầu ma giao giảm sút, liên minh tạm thời này cũng lập tức sụp đổ. Những người vừa mới kể vai chiến đấu sẽ không chút do dự chĩa giáo về nhau. Hừm, Lâm Động bỗng nhìn qua mặt hồ nước bị nhuốm đỏ, đồng tử co rút lại. Hắn cảm nhận được một cái luồng tinh thần lực ẩn giật trong đó. Lâm Động nhèo mắt nhìn về phía Ngụy Gia, quả nhiên hắn thấy được hắc y nhân đột nhiên di chuyển rất chậm, rõ ràng đang phân tâm khống chế đấy. Quả nhiên không hề an phận. Lâm Động trầm giọng cười lạnh rồi đáp xuống mặt hồ. Khi bàn chân hắn vừa chạm mặt nước thì một cái đạo kim quang bỗng bắn ra từ bàn chân, chui vào trong hồ nước. Thân thể của hắn bay lên không thì bị tóm hỗn loạn. Uỳnh uỳnh, trận chiến vẫn diễn ra điên cuồng. Trên hòn đảo, sáu quả sinh sinh huyến linh quả cũng bắt đầu phát ra từng quầng sáng xanh đầy hấp dẫn. Chương 846, thủ đoạn của các phương. Rầm rầm, lại có những công kích mạnh mẽ từ trên trời bắn xuống, oanh kích lên thân thể của đầu tam đầu ma dao. Âm thanh trầm đục khiến cho mặt hồ lội sóng cao tới mấy chục trượng. Bình, có điều đối với sự tấn công của nhiều cường giả như vậy, đầu tam đầu ma dao vô cùng hung hăng, năng lượng cuồng bạo dâng trào, hơn chục cột nước hình thành quanh người nó quét quanh, khiến cho mấy cường giả bị đánh hộc máu tươi. Thực lực đầu tam đầu ma dao vô cùng cường hãn, nếu đánh một trận một thì dù Lâm Động muốn chiến thắng cũng phải trải qua một cái trận khổ chiến. Nhưng lúc này tất cả cường giả ở đây đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, thành thế của tam đầu ma dao cũng là dần suy giảm. Tín hiệu đó chẳng khác nào là thuốc kích thích cho mọi người càng chiến đấu ác liệt hơn. Growl. Đối mặt với tình hình đó, đầu tam đầu ma dao càng ngày càng nóng ruột. Nhưng nó cũng có linh trí, ánh mắt đỏ ngầu lấp lánh một chút, sau đó thân thể bỗng chìm xuống đáy hồ, cảm tưởng như nó từ bỏ tranh đoạt vậy. Vô số cường giả trên không trung thở dốc nhìn đầu tam đầu ma dao bị đánh trở lại mặt hồ, ánh mắt có chút hỉ sắc. Xem ra sức mạnh của nhiều người đúng là không hề nhỏ, nếu không thì không thể nào đánh lùi được cái đầu tam đầu ma dao. Nó rút lui đơn giản vậy sao? Lâm Động nhìn mặt hồ trở nên yên tĩnh, ánh mắt không hề vui mừng mà cặp mày nhíu lại. Đầu tam đầu ma sao vẫn còn lực chiến đấu không ít, lúc này nó rút lui không phải vì sợ, chỉ là tạm thời tránh đi mà thôi. Xa xảo thật, nó muốn đợi mọi người ở đây tranh giành xong sinh sinh huyền linh quả rồi làm ngư ông đắc lợi. Cầu Yên chậm giọng nói, tam đầu ma sao cũng hiểu được nếu người nhiều như thế này đối phó cùng với nó chắc chắn không thể gắng gượng được lâu. Nhưng trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả, những người tới tranh nhanh chóng phá vỡ liên minh, tới lúc đó không cần nó ra tay, bọn họ tự là ra tay với nhau. Có lẽ ai cũng hiểu, nhưng không thể tránh được. Lâm Động khẽ gật đầu, quét mắt nhìn lên không trung, cảm nhận không khí trở nên quỷ dị. Một số người ánh mắt lấp lánh, những người đang ở gần nhau bắt đầu cảnh giác tách ra. Trong khi không khí cổ quái đó, sinh sinh huyền linh thụ bị gió thổi phát ra cái âm thanh san sát nhỏ. Sáu quả sinh sinh huyền linh quả phát ra cái tiếng cùng những tia sáng đầy mê hoặc. Xoạt. Không khí cổ quái kéo dài không quá lâu, sự thèm thuồng dâng lên trong mắt không ít người. Sau đó, hơn chục thân ảnh vội vàng bay tới hòn đảo nhỏ kia. Bút, thế nhưng bọn họ mới bay tới thì đỉnh đầu bỗng là có kinh khí mạnh mẽ ập, khiến cho bọn họ hộc máu rơi xuống hồ nước. Không khí căng thẳng cổ quái hoàn toàn bị phá vỡ, sự hợp tác theo đó mà tan biến, tất cả đều đỏ mắt mà bay tới. Động thủ, Lâm Động thế vậy cũng là hô một tiếng. Sau tiếng hô, hắn cũng bay ra, theo sau là mấy người Cổ Yên. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh. Âm âm, trên không trung lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Các thế lực trước sự hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả trở lên điên cuồng. Chỉ cần xuất hiện người không phải là thế lực của mình là tấn công không chút khách khí. Lâm Động dùng tốc độ cực nhanh tránh đòn công kích mạnh mẽ, cố gắng bay thẳng vào tới hòn đảo. Nhưng khi cách hòn đảo không xa nữa thì một cái vài luồng kinh phong mạnh mẽ ập tới từ bên phải. Bụp, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, lật người tung trưởng đánh tan kinh phong. Quay lại thấy bốn người, hắn nhìn không chút thiện cảm. Ai là bọn âm hồn bát tán các ngươi? Lâm Động thấy bốn kẻ đó, ánh mắt lạnh lùng với bốn kẻ đó chính là bọn Hắc Long Đạo, lúc trước dẫn dụ hai đầu yêu thú tới gây phiền toái cho bọn Cổ Sa. Hắc hắc, cũng là có chút bản lãnh.
Bốn người bọn chúng thấy Lam Động dễ dàng đánh tan công kích liên thủ của bọn chúng thì ánh mắt hơi thay đổi, sau đó nụ cười quái dị. Lam Động lạnh lùng nhìn bọn chúng, hùng quang lóe lên trong mắt, thân hình biến thành một cái đạo tàn ảnh bay tới. Cẩn thận! Bốn tên Hắc Long đạo thấy vậy sắc mặt thay đổi, rõ ràng bọn chúng không ngờ Lam Động dứt khoát ra tay như vậy. Nhưng bọn chúng cũng rất có kinh nghiệm chiến đấu, nhất thời nguyên lực cả bốn tụ lại làm một kích về phía Lam Động. Ui, thanh quang chói lòa bùng phát từ cơ thể Lam Động, toàn thân hắn bước nhanh ra, thanh quang tụ lại trên chân, tựa như là một cái chiếc đuôi thanh long. Bốp, Lam Động quét chân, không khí như bị cuộn trào, sau đó lao thẳng lên đòn công kích của bốn tên Hắc Long đạo. Muốn chết! Bọn Hắc Long đạo thấy Lam Động dám một mình chọi bốn người, bọn chúng cũng là lập tức cười lạnh. Nhưng nụ cười bọn chúng chưa kịp mở rộng thì đã đông cứng, bởi bọn chúng nhận ra một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa ra tại điểm tiếp xúc. Bụp, công kích liên thủ của bốn người đã bị Lam Động đánh tan. Phụt, sức mạnh đáng sợ xâm thực thẳng vào thân thể bọn chúng, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, máu tươi phọt ra. Thân thể của hắn bắn ra trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, cuối cùng rơi tụp xuống hồ nước. Hắn thật cường hãn. Tuy trên bầu trời lúc này khá hỗn loạn, nhưng một số người thấy được đòn công kích mạnh mẽ của Lam Động đều kìm không được kinh ngạc. Tuy bọn chúng từng thấy Lam Động ra tay dưới chân núi, nhưng mà bốn người bọn Hắc Long đạo đều là cường giả cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, mỗi người không thua kém Lục Kiếm, thậm chí bọn chúng liên thủ có thể kháng cự cường giả bán bộ sinh nguyên cảnh. Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn là bị Lam Động một cú đánh văng. Như vậy đủ để khiến cho không ít người phải nhìn Lam Động với con mắt khác. Tên tiểu tử này, cách đó không xa Ngụy Tùng nhìn thấy cảnh đó ánh mắt tối sầm. Sau đó cười lạnh, thân hình khẽ động bay về phía hòn đảo. Soạt, nhưng là khi Ngụy Tùng mới động thân, bỗng là một luồng đao khí sắc bén bắn xuống từ trên không trung, khiến cho hắn phải lùi về phía sau. Ngẩng đầu thì thấy Mạc Trạm đang lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Nếu Mạc huynh đã muốn thì ta chơi với huynh. Ngụy Tùng cười nhạt, tay lắm lại một cây trường thương hiện ra, thân hình lao thẳng về phía Mạc Trạm, liên tục oanh kích. Uỳnh uỳnh, hỗn chiến tiếp tục xảy ra. Nhưng chỉ cần bất cứ ai vào phạm vi trăm trượng quanh hòn đảo là sẽ có công kích từ tứ phương tám hướng ập tới. Như vậy chẳng ai dễ dàng vượt qua vòng khu vực đó. Hắc hắc, nếu không ai động vào sinh sinh huyền linh quả thì để ta. Thế nhưng đúng lúc đó một cái tiếng cười bỗng vang. Sau đó nước trong hồ bỗng nhiên phát nổ. Một đạo thân hình thoáng một chút trong suốt, nhanh như chớp lao tới sinh sinh huyền linh thụ. Tinh thần linh thể, tin phù sư. Mọi người trên không trung thấy vậy sắc mặt thay đổi, ngay lập tức vội vàng nhìn về đám người Ngụy gia. Ở đó Hắc Y Nhân đang thò bàn tay ra, tinh thần lực hùng hồn không ngừng lan tỏa ra thân thể. Bình thường chỉ khi nào tinh thần lực tu luyện đạt tới trình độ tiên phù sư mới ngưng tụ được tinh thần linh thể. Nhìn từ mức độ nào đó cũng giống như nguyên thần, nhưng lại quỷ dị hơn một chút. Soạt, tốc độ tinh thần linh thể rất nhanh, chớp mắt tiếp cận sinh sinh huyền linh thụ. Thế nhưng khi ngày sắp ra tay thì khóe miệng Lam Động cách khá xa nhếch lên lạnh lùng. Vút, mặt hồ xung quanh bỗng lộ tung một đạo kim quang bắn ra như chớp, sau đó một cái đạo quang luân sắc bén bắn thẳng về phía tinh thần linh thể.